chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu nhìn ngắm lại tất cả các bộ thiết kế của nhà thiết kế Kavi Trần và các bạn nhóm model kết. Wow, trên sân khấu thì rất là nhiều mẫu trang phục và mình nghĩ là các bạn nhỏ ở phía dưới khán giả cũng có thể chọn cho mình được những cái mẫu trong những ngày Tết sắp đến rồi đây ạ. Trang phục rất là đẹp. Một lần nữa, một hôm nay thật lớn dành cho nhóm Model Kids và nhà thiết kế Kavi Trần. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.